tin Vatican Lá thư của Đức Giáo Hoàng gửi cho một phụ nữ bị tạt axit Để đánh dấu ngày thế giới chống nạn bạo hành phụ nữ và trẻ em gái của Liên Hợp Quốc được cử hành vào ngày Chủ nhật 25 tháng 11 vừa qua, một lá thư của Đức Thánh Cha Francisco đã được công bố bởi một phụ nữ người Ý nổi tiếng có khuôn mặt bị biến dạng vĩnh viễn vào năm 2012 sau khi người chồng tạt axit vào mặt cô. Phát biểu trên chương trình truyền hình Asua Imagine theo hình ảnh ngài, trên đài truyền hình Rauno, cô Philomena Lamberti đã đọc to một lá thư do Đức Giáo Hoàng gửi cho cô. Trong đó ngài viết, Thật đáng sợ khi tôi nghĩ đến sự tàn ác đã làm biến dạng khuôn mặt của cô, cũng như sự xúc phạm đến nhân phẩm của cô trong tư cách là một người phụ nữ và là một người mẹ. Vì lý do này, tôi cầu xin sự tha thứ của cô khi tôi tự mình gánh lấy gánh nặng của một nhân loại không biết cách cầu xin sự tha thứ của những ai dưới sự thống trị của căn bệnh thờ ơ đang phải sống ngày qua ngày trong tình cảnh bị xúc phạm, bị chà đạp và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Bức thư được gửi tới Lamberti vào ngày 11 tháng 6, nhưng đây là lần đầu tiên cô tiết lộ lá thư này trong một bối cảnh công cộng. Theo Liên Hợp Quốc, một phần ba phụ nữ và trẻ em gái trên thế giới đã phải trải qua bạo lực thể xác hoặc lạm dụng tình dục trong cuộc đời của họ, thường xuyên nhất là bởi chính những người thân trong gia đình. Kinh hoàng hơn nữa, theo thống kê vào năm 2012, cứ hai người phụ nữ bị giết trên toàn thế giới thì có một người đã bị giết bởi người phối ngẫu, người bạn trai hoặc một người nào đó trong gia đình của họ. Trong khi chỉ có một trong số 20 người nam bị giết trong những hoàn cảnh tương tự. Năm 2009, Liên hợp quốc đã thiết lập Ngày Thế giới chống nạn bạo hành phụ nữ và trẻ em gái được cử hành vào ngày 25 tháng 11 hàng năm để nêu bật thực tế dai dẳng của nạn bạo hành phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới.